Chào các bạn đã đến với kênh Anti-Stress và Buddy ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi có Scary Teacher, Jan Rush, Mr. Meat cùng một số game khác. Mời bạn đón xem. Ok, hôm nay chúng ta chơi chapter nào đây? Cái này thì sao? You're joking, right? Oh, pretty please. Okay. Yay! Bán này chơi nào? Chơi nào nhỉ? Đứng hầm này có một cái gì đấy. Đúng rồi. Mật khẩu đấy. Mật khẩu trên tầng 2 sao? Nếu mà nói như thế thì mình sẽ phải tìm hiểu thôi. Đi dẫm mày bẫy rồi. Misty đứng hình rồi à, nhưng mà cái kính lúp ở đâu nhỉ? Đây rồi. Giải mã này kiểu gì nhờ? Số cuối cùng là số 3. Số 1 là số thứ nhất, số đầu tiên. Đến tất cả các loại trái cây trong một ngôi nhà có màu xanh ngoại trừ màu đỏ. Thank you.
đếm tất cả các loại trái cây màu xanh và trừ cho màu đỏ thì sẽ ra số đầu tiên. Số thứ ba là số thứ hai cộng cho số thứ nhất và chia cho một nửa, và trừ rồi chia cho một nửa. Chắc chắn số thứ hai á, số thứ hai là số 8 nhé. Con nhớ chess 86. Ok, mình tìm hiểu thôi. Trái với giả cây. Đây đúng không? 3, 7, 12 12 trừ 8 12 trừ 8 4 chia 2 bằng 2. Nó số thứ số thứ nhất, số thứ hai. Cầy không mở được. Nào. Ok, chúng tôi đoán là hai tám năm ba. Không phải. Shit. Hay là đúng. 4 này, 8 này, 6 3. Mất thời gian quá. Làm tí game này cho nó đỡ đầu này. Sang ăn màu đỏ. Sút vào mặt luôn. Mắc khung, kịp khung. Nào, sẵn sàng ăn sút chưa?
sau. Sang game tiếp theo. Gì đây? Tiền à? Chỉnh được. Cúi này thiên này cúi ra đấy. Khó chơi. Hơn cơ. Cắn skin gì đánh nhau được đâu. Thank you.
Đây đến với game tiếp theo, Dead at One Part. Cái này thì mình cần gợi ý, cái này mình mắc mãi rồi mình không giải được. Khó thế. Cái gì vậy? À? Gì vậy? Vâng. Sang cái bước cùng đi. Đêm 8 à. Đâu đấy? Thật nhiều lính kiếm. Chém nó. Chỉ việc đào vàng thôi, còn anh để anh lo đó. Đợt này thiếu mà một cái đông. Hỏi thêm nhiều cung nữa. Mình hơi ít cung. Đi vậy. Mình nghĩ là mình chưa cần thấy đâu. Chưa cần cái rào chắn đâu.
attack. Thank you.